One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 1. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra tại Ukraine trong ngày hôm qua. Như các bạn đã biết về đợt tấn công bằng tên lửa của quân đội Nga nhắm vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine gần đây. Các nguồn tin Ukraine cho hay, có khoảng hơn 100 quả tên lửa hành trình đã được người Nga sử dụng cùng với 11 tên lửa siêu thanh Kinzhal chia thành nhiều đợt. Ngoài ra, còn là các đợt tấn công bằng UAV Shahed. Có rất nhiều câu hỏi mình tự đặt ra xoay quanh sự kiện này. Và câu hỏi đầu tiên là, vào lúc đó, các hệ thống phòng không Ukraine đang ở đâu? Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng họ đã bắn hạ toàn bộ 11 quả tên lửa Kinzhal, nhưng về sau, chúng ta vẫn có được một video cho thấy vụ nổ từ quả tên lửa này ở bên trong thành phố. Dù chỉ có một video duy nhất, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng Bộ Quốc phòng Ukraine nói dối. Quan sát kỹ trong video, bạn có thể thấy được vệt sáng của loại hình tên lửa này khi nó đang bay. Nó nhanh đến mức mà những con chim trên cây cũng không nhận ra được. Chỉ khi vụ nổ xảy ra thì tất cả mới bay loạn xạ. Chúng ta có ngay câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Về cơ bản là các hệ thống phòng không của Ukraine vẫn hoạt động. Họ không chỉ sử dụng những loại hình cũ từ thời Xô Viết mà còn là những loại hình hiện đại từ phương Tây, ví dụ như là Iris-T. Dựa vào hình dáng của quả tên lửa đặc trưng này, ta có thể xác định được chính là nó. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không Ukraine không bắt kịp được với tên lửa của Nga. Do đó, chúng chỉ đơn giản là rơi xuống sông Dnipro hoặc là các tòa nhà trong khu vực. Câu hỏi thứ hai mà mình đặt ra là tại sao quân đội Nga lại tổ chức tấn công vào buổi sáng? Trong năm 2023, người Nga thường ưu tiên tấn công vào ban đêm. Đầu tiên là để giảm thiểu dân cư bị thương vong. Thứ hai là quân đội Ukraine sẽ khó phát hiện các quả tên lửa dưới bầu trời đêm hơn so với ban ngày. Và thứ ba là việc tấn công vào ban đêm sẽ rất khó đoán trước. Có thể trả lời câu hỏi này là quân Nga quyết định tấn công vào ban ngày chính là một hành động trả đũa sau vụ việc xảy ra ở Belgorod. Nhưng mình không chắc chắn lắm về điều này. Theo mình, đơn giản là vì người Nga muốn thể hiện rằng họ cũng làm được điều tương tự. Từ trước đến nay, lúc nào quân đội Ukraine cũng báo cáo là họ thành công bắn hạ toàn bộ tên lửa. Nhưng giờ thì sao? Người dân Ukraine đăng tải các video cho thấy liên tiếp những vụ nổ xảy ra bên trong thành phố. Xác minh cho chúng ta việc này hoàn toàn không phải là sự thật. Lực lượng phòng không Ukraine không những không hoàn hảo mà còn đang có một lỗ hổng cực kỳ lớn. Ví dụ như trong video này, một quả tên lửa X-101 bay ngang qua bầu trời Ukraine mà không bị bất cứ hệ thống phòng không nào nhắm tới. Chúng ta di chuyển đến Kharkov. Thành phố cũng ghi nhận rất nhiều video xác minh liên quan đến vụ việc lần này. Video đầu tiên là tại một trạm xăng. Sau khi nó bốc cháy thì đã liên tiếp phát nổ. Một vụ nổ rất lớn. Câu hỏi thứ ba của mình là tại sao quân đội Nga lại quyết định tấn công vào ngày đầu năm? Tại sao lại là hôm nay mà không phải là ngày mai hay một tháng trước hoặc là hai tháng trước? Câu trả lời rất đơn giản. Đầu tiên, quân đội Nga không phải chỉ mới làm việc này. Kế hoạch này của họ đã được triển khai cách đây một tháng, khi ban đầu là tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng UAV Shahed. Trong hai đêm cuối tháng 12 và đầu tháng 1, khoảng 140 chiếc UAV cảm tử Javelin đã được quân đội Nga sử dụng để công kích. Sau đó, tiếp tục là đến cả trăm quả tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal. Nếu như bạn còn nhớ, trong ngày 14 tháng 12, sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì quân đội Nga sau đó đã tấn công vào sân bay quân sự ở Starokostyantyniv và họ báo cáo là đã tiêu diệt được một vài sĩ quan NATO. Tuy nhiên, chúng ta không có video xác minh liên quan đến vụ việc. Tóm lại, kế hoạch này của người Nga đã bắt đầu từ rất lâu. Chỉ đến những ngày gần đây thì họ mới công kích vào ban ngày, để giúp cho người dân Ukraine hiểu điều gì đã xảy ra khi họ đang ngủ và để cho người dân Ukraine kiểm chứng xem liệu lời nói của Bộ Quốc phòng Ukraine có thực sự là chính xác hay không. Một kết luận cuối cùng, vào thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023, quân đội Nga cũng đã thực hiện những đợt công kích bằng tên lửa rất dữ dội như thời điểm hiện tại. Để rồi sau đó, họ phát động một loạt chiến dịch tấn công, bước đầu là chiếm được Soledad và vài tháng sau đó là giải phóng toàn bộ Bakhmut. Vậy đây có thể chính là khuôn mẫu cho quân đội Nga. Khả năng cao là tới đây, họ cũng sẽ phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn một lần nữa. Và câu hỏi tiếp theo của mình sẽ là, quân đội Nga chọn hướng nào để công kích? Vì theo như mình hiểu, người Nga đang không có ý định thực hiện một chiến dịch mới ở những mặt trận hiện tại, tức là kéo dài từ Kubian đến Kherson. Họ vốn dĩ đã và đang có những kế hoạch nhất định tại Robotyne hay Avdiivka.
và nếu như bạn theo dõi đủ nhiều, các bước tiến của quân Nga đang là tương đối chậm. Tất nhiên, mình không nói họ đang thất thế hay chiếm ưu thế. Bạn cũng có thể giải thích rằng vì đây là một cuộc chiến tranh tiêu hao, cho nên vấn đề trên là không quan trọng. Bạn có thể đúng. Nhưng mình sẽ giải thích rằng với tình hình hiện tại, quân đội Ukraine vẫn đang có thể đưa quân binh ra tiền tuyến để dội hỏa lực vào Donetsk hay Belgorod như chúng ta thấy vừa rồi. Do đó, đây không phải là một lời giải thích hợp lý. Theo như mình hiểu thì có vẻ như quân đội Nga đang có một chiến lược gì đó mới. Chính quyền địa phương Chernihiv hôm nay thông báo rằng quân Nga có thể tập trung một lượng lớn quân binh chỉ trong vòng 2 tuần, vậy nên có thể công kích từ bất kỳ hướng nào. Việc này cũng có thể lấy làm lý do để giải thích cho các hoạt động tăng cường xây dựng hàng rào phòng thủ của Ukraine dọc theo biên giới Belarus. Nhưng đến giờ, chúng ta chưa có thêm thông tin gì về sự kiện này. Vậy nên, có thể là quân đội Nga sẽ mở một tiền tuyến mới, ví dụ như ở Tây Kharkov chẳng hạn. Mình cho rằng đây là điều khả thi nhất cho người Nga nếu như họ muốn chấm dứt cuộc chiến này một cách nhanh chóng. Vì nếu tiếp tục phát động tấn công đẩy mạnh ở các mặt trận hiện có, quân đội Nga không chỉ tổn thất về mặt quân binh mà còn tổn thất một nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng khác, chính là thời gian. Quay trở lại với các tin tức trên chiến trường, xuất phát ở tiền tuyến Kupiansk, một nguồn tin cho biết quân đội Nga trong hôm qua đã dội hỏa lực trực tiếp vào Kupiansk cùng với Sinkivka bằng bom FAB-500, khiến cho lực lượng của lữ đoàn cơ giới hóa số 47 bị tổn hại nặng nề. Khả năng cao là đã mất đi khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là các tin nhắn qua kênh Telegram, chứ chưa có các video xác minh cụ thể. Video xác minh duy nhất chúng ta có là ở Sinkivka. Ba binh lính Ukraine đang di chuyển dọc theo các chiến hào ở phía Bắc để đảm bảo rằng không còn bất kỳ quân binh Nga nào còn sót lại đang trú ngụ. Từ đây, ta có thể đưa ra kết luận rằng trận chiến tại khu định cư này đến ngày 3 tháng 1 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về quân đội Ukraine, còn quân đội Nga thì đã buộc phải lùi sâu hơn về khu rừng. Trong video sau, mình sẽ cập nhật hệ thống bản đồ. Khả năng cao là toàn bộ Sinkivka đã quay trở lại tầm kiểm soát của quân Ukraine. Mình không nói rằng quân đội Nga đã thất bại hoàn toàn. Chắc chắn chiến dịch nhắm vào khu định cư này vẫn sẽ được tiếp tục. Nhưng giờ thì người Nga cần có một quá nghỉ để họ bổ sung lại lực lượng cũng như lên một kế hoạch mới nhằm xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại đây. Quá trình này có thể kéo dài vài ngày, thậm chí là vài tuần. Cũng có thể là sau Giáng sinh Orthodox và sau lệnh ngừng bắn. Di chuyển đến tiền tuyến Liman, có vài video khá quan trọng nên hãy chú ý vào chúng. Video đầu tiên ở khu vực dòng sông Jeribet, lân cận Terni, của đội Nga thành công phá hủy hai chiếc xe tăng Leopard. Ban đầu, họ đã sử dụng máy bay không người lái khiến cho hai chiếc Leopard bị tổn hại một phần. Lính điều khiển Ukraine do đó buộc phải rời khỏi và bỏ lại chúng. Sau đó thì người Nga triệt tiêu hoàn toàn bằng UAV cảm tử Lancet. Tại sao mình lại nói rằng video này quan trọng? Nếu như bạn chưa biết, dòng sông Jeribet ở đây bắt đầu từ Severs kéo dài đến Bắc Makivka. Và vị trí của vụ việc vừa rồi xảy ra chính xác là ở điểm giao thoa giữa hai bờ của dòng sông. Vậy thì có vẻ như quân đội Ukraine đã muốn điều phối thêm quân chi viện đến Terni để giúp sức cho lực lượng Ukraine tại đường kè này, cản lại các bước tiến của quân đội Nga ở vùng Nyolentoske. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị phát hiện và hai chiếc Leopard đã bị phá hủy hoàn toàn. Vì thế, ta có thể đưa ra kết luận rằng quân đội Nga hiện đã kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế và giao thông dọc theo bờ sông Jeribet bằng UAV và máy bay không người lái. Quân đội Ukraine giờ đang thực sự gặp vấn đề trong công tác hậu cần. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quân đội Nga sẽ xuyên thủng được phòng tuyến ở gần Terni vì vẫn có những lực lượng Ukraine nhất định đang trấn thủ nó. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với việc không nhận được chi viện, sớm hay muộn, các nhóm quân Ukraine này sẽ buộc phải rút lui hoặc đầu hàng do kiệt sức. Nói qua về mặt trận Severs, chỉ là các tin tức bằng chứ, quân đội Nga trong hôm qua đã tổ chức hai đợt tấn công. Một là nhắm vào Vesele từ phía nam, và thứ hai là dọc theo hàng cây ở đây bên cạnh đường sắt. Nếu như điều này là chính xác, thì người Nga đang muốn đưa Vesele vào thế gọng kiểm. Vì chưa có video xác minh, nên mình sẽ chưa thay đổi hệ thống bản đồ. Dù sao thì đây cũng là điều hoàn toàn khả thi. Di chuyển đến Bohdanivka, trong hôm qua, chúng ta có một video xác minh liên quan đến đợt tấn công của quân đội Nga ở bên trong khu định cư. Vậy bây giờ mình có thể thay đổi hệ thống bản đồ mà không cần nghi ngờ bất kỳ điều gì. Ngoài ra, còn có một tin tức khác cho biết quân Nga thiết lập được một cứ điểm phòng thủ ở đây. Điều này là rất quan trọng, vì nó đồng nghĩa với việc người Nga đã vượt qua cứ điểm ở phía Bắc. Ta sẽ thảo luận nó rõ hơn trong video tới. Ngoài ra, còn một cập nhật khác cho biết, lực lượng Nga cũng đã kiểm soát được giao lộ này. Hãy chờ xem, trong bản cập nhật tới thì chúng ta có nhận được các thông tin chi tiết hơn hay không. Đối với Ivanovka, có tin tức cho biết, quân đội Ukraine trong hôm qua đã tổ chức một đợt phản công quy mô lớn từ khu rừng Bosky nhắm đến Kramove, nhằm ngăn cản các hoạt động quân sự của quân đội Nga tại Bohdanivka.
ép cho quân Nga phải được điều phối bớt xuống phía dưới để trung hòa tiền tuyến. Một lần nữa, đây vẫn chỉ là các tin tức trên mặt chữ, chứ chúng ta chưa nhận được video xác minh cho sự việc này. Đối với mặt trận phía Nam, như đã cùng thảo luận trong các bản cập nhật lần trước, nhiều mapper thay đổi hệ thống bản đồ của họ cho thấy quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn phạm vi đường sắt ở đây. Đối với mình thì chúng ta chỉ là vùng xám vì ta sẽ cần phải chờ các thông tin xác minh cụ thể. Di chuyển đến Avdiivka, như đã cùng thảo luận, quân đội Nga hiện tại đã và đang đối mặt với hai cứ điểm phòng thủ của quân đội Ukraine tại tuyến đường sắt dẫn về Ocheretine, chắn ngang khu dân cư tại điểm giao. Hiện tại, pháo binh Nga đã và đang bắt đầu quá trình dội hỏa lực để dọn dẹp toàn bộ. Như bạn có thể thấy, trên hệ thống bản đồ, hai cứ điểm này rất rộng nên đã có nhiều thứ mà người Nga cần phải làm. Vì thế quá trình này sẽ không chỉ diễn ra trong vài ngày. Mình nghĩ sau Giáng sinh Orthodox thì mới đến lượt các đợt công kích trực diện. Một video ở trung tâm Avdiivka cho ta thấy khung cảnh hiện tại của thành phố này giống như Bakhmut. Giờ nó là một thành phố bị bỏ hoang, với các tòa nhà cao tầng bị phá hủy gần như hoàn toàn dưới kết quả của các đợt dội bom. Không có tin tức gì liên quan đến mũi tấn công của quân Nga nhắm vào Tverke và Siverne, cũng như ở căn cứ phòng không cũ và khu công nghiệp. Chỉ có một video tại tuyến đường giao thông H-20 với nội dung là các đợt công kích liên tục bằng máy bay không người lái của quân đội Nga. Có thể là vào lúc này họ đã phát động các đợt đẩy trực diện, vì lần gần nhất chúng ta có được tin tức từ phía này đã rơi vào từ 2 đến 3 tuần. Tương đối lâu, đủ để cho hoạt động điều phối đưa quân binh ra chiến tuyến diễn ra. Đến với Nam Donetsk cũng không có tin tức gì mới ở mặt trận này. Quân đội Nga thời gian gần đây đã có được rất nhiều bước tiến đáng kể. Họ chiếm đóng hoàn toàn Mariinka, đẩy sâu về Bodiada và mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía bắc Novomikhailivka. Đối với phía nam, khu định cư này cũng đã tiếp cận được vào khu vực ngoại ô. Mọi thứ đều có lợi cho quân Nga. Điều họ cần làm bây giờ chỉ là tiêu hao quân Ukraine bằng máy bay không người lái, lính bắn tỉa, các nhóm trinh sát hay phá hoại. Rồi sau 1 hoặc 2 tuần, có thể là Giáng sinh Orthodox, thì người Nga sẽ tái kích hoạt chiến dịch tấn công của họ nhằm kiểm soát hoàn toàn Novomikhailivka, hoặc ít nhất là làm sụp đổ phòng tuyến quân Ukraine. Ngoài ra, cũng đừng quên rằng còn có các đợt công kích bằng tên lửa của quân Nga nhắm vào các kho chứa đạn, kho chứa nhiên liệu hay các hệ thống radar. Ở Vermesky thì chúng ta chỉ có một video duy nhất. Một chiếc Humvee của quân đội Ukraine đang di chuyển thì đã bị phát hiện. Có thể nó là đang sơ tán binh lính ở tiền tuyến. Sau đó quân đội Nga công kích vào thẳng máy bay không người lái và chiếc Humvee này cuối cùng bị phá hủy ở Urozhane. Tại Zaporizhia cũng là tương tự. Có vẻ như tất cả đều dồn sự chú ý của mình vào các đợt tấn công tên lửa của quân đội Nga. Có thể là các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra, nhưng video thì chưa được đăng lên. Chỉ có duy nhất một video cho thấy pháo binh Ukraine dội hỏa lực vào phạm vi phía bắc Kobani, xác minh sự hiện diện của binh lính Nga tại khu vực này. Đối với Kherson thì chúng ta cũng chỉ có hai video liên quan đến hai đợt công kích bằng UAV cặp tử Lancet. Video đầu tiên là một hệ thống lựu pháo Paladin M109 bị phá hủy, và video còn lại là ở phía bắc Tiahinka. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.